Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới Nhất, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị, xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà ban biên tập của chúng tôi vừa tổng hợp. Đại họa tiếp tục dội lên đầu phía Trung Quốc khi vào rạng sáng ngày hôm nay. Vào lúc 3 giờ sáng, giờ địa phương, một trận động đất kinh hoàng khoảng 4,2 độ Richter đã vùi lấp 3/4 diện tích một căn cứ quân sự ở tỉnh Hồ Bắc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới con đập Tam Hiệp. Tâm chấn trận động đất trên nằm ở độ sâu là 3.000m và tâm chấn của nó chỉ cách con đập khoảng 18 km về phía đông. Hiện các cơ quan chức năng bảo vệ con đập phát đi thông báo cảnh báo đỏ vì trận động đất nói trên nhiều khả năng sẽ khiến cho con đập lớn nhất trên thế giới bị vỡ, và khi nó vỡ thì thảm họa của nó xảy ra vô cùng khốc liệt. Tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết trận động đất đêm ngày hôm qua đã làm cho 1.698 căn nhà bị vùi lấp, 300 ngôi nhà bị phá hủy và hàng ngàn ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng. Hiện các cơ quan cứu hộ, cứu nạn của Trung Quốc đang tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt. Tờ báo Trung Quốc còn cho biết, trong đêm ngày hôm qua đã có khoảng 12 triệu người dân của Trung Quốc ở các tỉnh lân cận phải đi di tản gấp trong rạng sáng ngày hôm nay, làm cho cảnh tượng hết sức rối ren. Nhiều ý kiến cho rằng nhân quả báo ứng và nghiệp quật vẫn đang đổ dồn lên đầu của Trung Quốc vì những tội lỗi của mình gây ra cho các nước trong khu vực. Tuy nhiên, theo một nguồn tin tiết lộ rằng, chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn đem 3 con tàu hải cảnh, một con tàu khu trục, mang theo rất nhiều tên lửa và vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương cùng với tàu dân quân biển và giàn khoan tiến ra ngoài Biển Đông để gây hấn với các nước trong khu vực. Đây là một trong những hành động được leo thang và làm ảnh hưởng tới an ninh ở khu vực Biển Đông. Đề nghị phía Trung Quốc phải ngừng ngay những hành động của mình, nếu không mẹ thiên nhiên cùng với đấng tối cao Đức Chúa Trời được cho là sẽ tiếp tục ra tay trừng trị phía Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh để trừ khử chính quyền ông Tập Cận Bình thay cho một số nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã trải qua hơn 60 ngày đêm không có ánh sáng của mặt trời. Bầu trời của Trung Quốc gần 3 tháng vừa qua chỉ mang một màu duy nhất, đó là màu đen tối, u ám bởi những cơn mưa to và rất to liên tục xuất hiện. Những cơn mưa này đã dội hàng tỷ mét khối nước từ trên trời đổ xuống nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Tây, phía Đông của Trung Quốc. Đây chính là nguyên nhân làm cho mực nước của 533 con sông lớn bé của Bắc Kinh đều vượt cảnh báo đỏ, tức là cảnh báo lũ cấp 1, cấp cao nhất. Không những thế thì hơn 60 ngày đêm vừa qua, phía Trung Quốc còn liên tục xuất hiện lũ quét, sạt lở, động đất, vỡ đê, vỡ đập, vòi rồng, trong đó có cả cảnh báo sóng thần. Tuy nhiên, trong bản tin dự báo thời tiết vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, có một tin được cho là rất xấu và đáng buồn đối với Trung Quốc khi mà Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nước này cho biết Bắc Kinh tiếp tục đón nhận những tin được cho là rất xấu bởi những trận mưa lũ và lũ quét, sạt lở, thậm chí còn xuất hiện thêm 3 cơn bão từ nay cho đến hết tháng 8 và thậm chí còn lan sang cả nửa đầu tháng 9. Trung Quốc sẽ tiếp tục phải hứng chịu những trận mưa to đến rất to. Nhiều khả năng nó sẽ gây ra ngập lụt trên diện rộng. Những khu vực nổi tiếng như Phượng Hoàng Cổ Trấn, Quảng trường Thiên An Môn, Bến Thượng Hải tiếp tục bị ngập chìm trong biển nước lũ. Nhiều nhà ga, sân bay, bến cảng, bệnh viện, trường học ở nhiều thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Vân Nam, Hà Nam, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh, vẫn xảy ra tình trạng lũ quét, lũ ống và sạt lở nhiều tuyến đê bao có thể sẽ bị vỡ. Điều này đang làm cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình, thủ đô Bắc Kinh ăn không ngon ngủ không yên. Chính vì vậy mà giới chức cao tăng của nước này vào chiều ngày hôm qua đã phải cho tiến hành một cuộc họp khẩn cấp. Thành phần tham dự gồm người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Hoa Xuân Oánh, ông Vương Nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Văn Thành Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc và nhiều thành phần khác, trong đó đặc biệt có Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ông Nguyễn Xuân Cường. Được biết, cuộc họp gấp vào chiều ngày hôm qua là để tìm ra những phương án chống chọi lại với tình hình thiên tai đang hoành hành tại Trung Quốc trong hơn 60 ngày vừa qua mà chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết không có một phương án nào hữu hiệu và tốt bằng phương án chính quyền ông Tập Cận Bình bây giờ phải ngồi cầu nguyện sám hối vì những tội lỗi của mình gây ra đau thương cho cả thế giới.
đặc biệt là đem con virus Vũ Hán đi lây lan khắp thế giới. Để bây giờ thế giới đã có rất nhiều những chủng COVID-19. Đây chính là tội ác của phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình mưa lũ ở Trung Quốc đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Trong hơn 2 tháng vừa qua, mưa chồng mưa, lũ chồng lũ, bão tố liên tục ập vào Trung Quốc. Ngoài ra thì lũ quét, động đất thường xuyên xuất hiện khiến cho nhiều khu vực nổi tiếng của nhiều tỉnh thành phía Trung Quốc bị đánh sập. Trong đó có khu Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những khu mà có niên đại lên tới 2.000 năm, nổi tiếng trên thế giới cũng đã bị ngập chìm trong biển nước lũ. Hàng ngàn ngôi nhà kiên cố đã bị lũ cuốn trôi, 13.447 căn nhà bị hư hỏng nặng, 80 triệu người dân của Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Một số người đã chạy sang biên giới của Việt Nam. Hiện tại, theo ghi nhận thì đã có hơn 6.378 ô tô bị lũ cuốn trôi, hàng ngàn hecta cây trái, hoa màu bị tàn phá. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 180 tỷ nhân dân tệ. Đây là con số thiệt hại nặng nề nhất mà Trung Quốc từng hứng chịu bởi thiên tai và dịch bệnh. Điều này đã làm ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng dịch vụ và nền kinh tế của Trung Quốc. Đây được cho là những điều đau thương mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục ra tay dội xuống đầu chính quyền của ông Tập Cận Bình thay cho các nước trên thế giới. Vì những tội lỗi mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình gây ra cho nhân loại, không thể nào dung tha và chấp nhận được. Kính thưa quý vị, có một tin được cho là rất đen tối đối với Trung Quốc nhưng lại là tin rất vui cho Việt Nam khi cơn bão số 4 ở ngoài Biển Đông vào đêm ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay vẫn đang ầm ầm đổ vào phía Trung Quốc, làm cho toàn bộ miền Nam của nước này tiếp tục căng lên, chống chọi với cả mưa lũ, còn Việt Nam thì chỉ gây ra hiện tượng mưa to mà thôi. Theo tờ báo quốc tế cho biết, bão số 4 mang theo những cơn mưa dữ dội, dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Nam của Trung Quốc trong một vài ngày tới. Và vào đêm ngày hôm qua đến rạng sáng ngày hôm nay, bão đi qua quần đảo Hải Nam của phía Trung Quốc và tiến thẳng vào bến Thượng Hải, cũng như tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông. Sau đó thì nó sẽ xuyên sang thủ đô của Bắc Kinh gây ra ngập lụt. Toàn bộ và tất cả các tỉnh thành mà cơn bão quét qua đều bị đánh sập. Toàn bộ hệ thống cây cối, đường xá thì biến thành sông ngòi, ô tô chơi linh láng. Ước tính thiệt hại ban đầu là vô cùng nặng nề. Theo tờ báo quốc tế cho biết, cơn bão Infa, cơn bão số 4 vào chiều ngày hôm qua, bắt đầu đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc, mang theo gió mạnh trên cấp 13 và giật trên cấp 14. Đây là một cơn bão siêu mạnh và mạnh hơn tất cả những cơn bão từ đầu năm nay đổ bộ vào Bắc Kinh. Khi đó, nó đi qua tất cả các vùng miền của Trung Quốc thì vùng miền đó đều biến thành sa mạc. Theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật được từ tờ báo Bưu điện Nam, cơ quan ngôn luận chính thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, vào bản tin lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay cho biết, thì cơn bão Infa đã tiến vào đất liền của phía Trung Quốc. Nó đã càn quét một loạt các tỉnh thành phía Nam, phía Đông của nước này, gây ra ngập úng nặng nề và rất nhiều nơi bị ngập chìm trong biển nước lũ. Hiện thì đã có khoảng hơn 3.000 căn nhà bị lũ cuốn trôi, 1.600 căn nhà khác bị hư hỏng nặng và toàn bộ hệ thống điện quốc gia của phía Trung Quốc bị đánh sập. Hiện tại thì thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn đang bị ngập từ 3 đến 4 mét. Những ngôi nhà ở thành phố Quảng Đông cao từ 8 tới 9 tầng thì bây giờ chỉ còn tầng trên cùng là không bị ngập. Hiện tại thì cơn bão số 4 mang tên Infa đang tàn phá hết sức kinh khủng đối với đất nước Trung Quốc và người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà chính quyền của ông Tập Cận Bình đang phải chịu tội. Rất may là cơn bão số 4, cơn bão Infa không ập vào Việt Nam. Tuy nhiên thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho biết, thì hoàn lưu cơn bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào nhiều tỉnh phía Bắc của Việt Nam, gây ra mưa to đến rất to. Và từ nay đến hết tháng 8, ở Việt Nam sẽ xuất hiện nhiều trận mưa to đề phòng lũ quét và sạt lở. Tuy nhiên thì nó chỉ ảnh hưởng gần tới mức độ khoảng 5%, còn 95% sức gió và sức mạnh của cơn bão sẽ ập vào tàn phá Trung Quốc. Và đây được cho là một điều hết sức may mắn đối với cả Việt Nam. Còn Trung Quốc thì tính đến ngày hôm nay đã trải qua tổng cộng hơn 60 ngày đêm không biết ánh sáng của mặt trời. Mưa chồng mưa, lũ chồng lũ và bão tố liên tục khối đầu nhau đổ sập vào phía Trung Quốc, làm cho con đập Tam Hiệp và dòng sông Dương Tử đang báo động cảnh báo đỏ ở mức cao nhất. Nhiều khả năng cơn bão số 4 Infa sẽ đánh vỡ con đập Tam Hiệp và nếu như nó bị vỡ thì thảm họa của nó xảy ra là vô cùng kinh khủng. Kính thưa quý vị, cơn bão Infa hay còn gọi là cơn bão số 4 đang càn quét đất liền của Trung Quốc.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc vào bản tin lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay cho biết, cơn bão Infa đã đổ bộ từ Biển Đông tiến vào quần đảo Hải Nam, tàn phá tất cả những nơi căn cứ quân sự và cảng biển cũng như tàu biển của phía Trung Quốc ở hòn đảo này. Sau đó, nó có tiến sát vào bờ biển ở tỉnh Quảng Đông và bây giờ thì nó đang tiến vào quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh. Hiện tại thì thảm cảnh lũ lụt ở Trung Quốc đang rất nghiêm trọng. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, một trong những tờ báo nổi tiếng của phía Trung Quốc, cho biết nhiều nhánh sông và nhiều con đê nằm trên con sông Dương Tử, con sông Hoàng Hà, sông Mekong đang nguy kịch và nguy kịch nhất trong vòng 300 năm trở lại đây. Nhiều tờ báo của Trung Quốc cho biết một nhánh sông Dương Tử đang gặp nguy hiểm và hơn 10.000 dân đang mắc kẹt trong biển bùn sau những trận mưa lũ kéo dài trong suốt gần 3 tháng vừa qua chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tờ Tân Hoa Xã đưa tin lũ lụt Trung Quốc khiến cho sông Bạch Thủy, một nhánh sông của con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, rơi vào tình cảnh nguy kịch nhất trong vòng 300 năm trở lại đây. Vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm qua, đỉnh lũ đo được tại con sông này lên tới gần 5 mét. Như vậy là đỉnh lũ đang ở mức độ cảnh báo đỏ. Đứng trước tình cảnh nguy cấp, cấp bách kể trên, Sở Thủy lợi cũng như là Trung tâm Cảnh báo Động đất Sóng thần của Trung Quốc đã phát đi thông báo, đề nghị người dân phải sơ tán khẩn cấp ngay trong rạng sáng ngày hôm nay để lên những đỉnh núi cao để tránh trú. Thậm chí có thể nhờ Việt Nam mở cửa biên giới để sang trú ẩn, nếu không nguy hiểm sẽ dồn dập đổ xuống. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon, ngủ không yên khi liên tục mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, bão tố mịt mờ đang ầm ầm đổ về phía Trung Quốc. Hơn 60 ngày đêm vừa qua chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh. Tính đến 24 giờ đêm ngày hôm qua, mưa lũ đã làm hỏng gần 50 km đường cao tốc nối từ tỉnh An Huy sang Phúc Kiến và đánh sập một con đường cao tốc nối từ tỉnh Hồ Nam sang tỉnh Hồ Bắc, buộc chính quyền địa phương của các tỉnh như An Huy, Hồ Bắc, Phúc Kiến, Giang Tây, Giang Đông, Thượng Hải, Thâm Quyến đang điều động đội hình cứu trợ, cứu nạn khẩn cấp để cứu những người dân đang bị mắc kẹt bởi bão tố. Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Thống kê Nhanh của Quốc gia Trung Quốc cho biết, cơn bão số 4 Infa đã làm thiệt hại vô cùng nặng nề về con người và của. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng tầm 80 tỷ nhân dân tệ. Đây là một con số rất lớn đối với chính quyền Trung Quốc. Trong vòng 60 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc đã liên tục hứng chịu những trận lũ quét từ thượng nguồn con đập Tam Hiệp đổ về và nhiều khả năng nguy cơ vỡ con đập này là rất cao. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon, ngủ không yên. Chính quyền của ông ta ngày hôm qua đã điều động gấp 5 tiểu đoàn và một sư đoàn mang theo rất nhiều máy móc thiết bị để bảo vệ con đập Tam Hiệp. Không biết là tình hình con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc có qua được cơn bão số Infa hay không, thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị về tình hình mưa bão ở Trung Quốc vào các bản tin ngày mai. Còn chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin được kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại! Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin kênh mới nhất mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem.